Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè đang đi qua và dấu ấn của chiến dịch kỳ nghỉ hồng do các bạn sinh viên tình nguyện của tỉnh Đắk Lắk và Bình Dương phối hợp thực hiện tại xã E3 huyện Buôn Đôn thì cũng đang dần khép lại. Tuy nhiên, dấu ấn động lại thì không chỉ là những buổi học tiếng Anh miễn phí, những buổi sinh hoạt ngoại khóa vui nhộn mà còn là những bữa ăn đầy ắp yêu thương. 11 giờ trưa, khi các lớp sinh hoạt hè kết thúc, cũng là lúc các em nhỏ ùa ra háo hức với các bữa ăn hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng do các anh chị sinh viên tình nguyện chuẩn bị sẵn. Đây cũng là một trong những lý do thu hút các em học sinh đến tham gia lớp học ngày càng đông hơn và các bậc phụ huynh cũng yên tâm hơn khi cho các con sinh hoạt hè cùng các anh chị sinh viên tình nguyện. Khi mà tham gia cái ngày đầu tiên, đấy là các bé về, các bé hứng thú và cảm thấy là rất là ngon miệng và chu đáo, thì các bé có cái sự lan tỏa. Kể cả phụ huynh khi mà họ đứng đây, họ chờ đón con em mình sớm hơn dự định, thì họ mới thấy được cái bố trí và cái cách sắp xếp để cho các bé ăn uống. Họ thấy đảm bảo và thấy rất là tốt và cái thức ăn thì rất là ngon, hợp vệ sinh. Hay là bắt đầu từ ngày thứ hai, thứ ba thì thật sự rất là đông luôn á, và mà ba mẹ có đứng chờ ở ngoài cùng hỗ trợ với lại đội hình để cho con ăn xong rồi mới đón về. Là sinh viên, nhiều người trước đó vẫn được ba mẹ lo cho từng bữa ăn, nhưng khi tham gia chiến dịch tình nguyện, các sinh viên đã phải lên thực đơn, dậy sớm đi chợ lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất rồi đích thân vào bếp nấu ăn để kịp thời cho hàng chục em nhỏ có được bữa ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Để có một ngày suất ăn cho các bé thì mình đã phải chuẩn bị lên thực đơn từ trước để mà biết cái cân đối, cái lượng dinh dưỡng hàng ngày cho bé và lượng đạm cũng như là thức ăn để cho bé đảm bảo dinh dưỡng mà cũng có thể nên nhiều hơn tí để trong cái mùa hè bé vừa tham gia sinh hoạt mà vừa vui chơi nữa. Sau một chiến dịch đã có hàng nghìn suất ăn do các tình nguyện viên tự chuẩn bị và phục vụ các bạn nhỏ bằng tình yêu thương, nhiệt huyết của mình. Mùa hè đi qua nhưng dấu ấn của kỳ nghỉ hồng vẫn đang đậm nét, tin rằng đây là một trong những động lực, là hành trang tiếp bước các em nhỏ vùng biên vượt qua khó khăn để học tập và trưởng thành.